Quay xe khẩn cấp, câu lạc bộ Hà Nội có động thái bất ngờ, Quang Hải tiếp tục ở lại chơi bóng, cả châu Á phát sốt. Thông tin Quang Hải ra nước ngoài thi đấu là chủ đề vô cùng nóng trên khắp các mặt báo trong và ngoài nước cả tháng nay. Tưởng chừng như là Hải Con sẽ sớm công bố bến đỗ mới, tuy nhiên mới đây câu lạc bộ Hà Nội đã có động thái vô cùng bất ngờ. Theo đó, Quang Hải sẽ tiếp tục ở lại với đại diện thủ đô. Mới đây, câu lạc bộ Hà Nội đã công bố danh sách 26 cầu thủ sẽ hành quân tới Xuân Hòa để chuẩn bị cho tuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2022. Đáng chú ý là tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn có tên trong danh sách của Hà Nội FC dù đã cận kề ngày hết hạn hợp đồng. Trước đó, cầu thủ này đã chính thức nói lời tạm biệt Hà Nội FC và các cổ động viên trên sân Hàng Đẫy sau khi mà đá trận đấu với câu lạc bộ Công an Nhân dân ở vòng loại Cúp Quốc gia 2022 khép lại. Tuy nhiên, điều này cũng không phải hoàn toàn là khó hiểu. Hợp đồng giữa Quang Hải và câu lạc bộ Hà Nội sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 4, sinh nhật lần thứ 25 của tiền vệ này, trong khi trận đấu với SHB Đà Nẵng diễn ra vào ngày 11 tháng 4. Trên thực tế, Quang Hải vẫn đang là cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội ở trận đấu tới đây. Sau trận đấu với SHB Đà Nẵng, những tuyển thủ như là Quan Văn Chuẩn, Hùng Dũng, Văn Đạt, Bùi Hoàng Việt Anh sẽ lên đội quân cùng với U23 Việt Nam. Trong khi đó, Quang Hải sẽ chuẩn bị để xuất ngoại ra nước ngoài thi đấu. Theo những chia sẻ của tiền vệ sinh năm 1997, việc dám quyết định xuất ngoại ở thời điểm hiện nay là một thành công với bản thân anh. Hiện tại, bến đỗ mới của Quang Hải vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo những nguồn tin uy tín, nhiều khả năng cầu thủ quê Đông Anh sẽ tới Pháp để thi đấu sau khi rời Hà Nội FC. Trận đấu với Đà Nẵng sẽ là trận cuối cùng mà các cổ động viên được thấy Quang Hải chơi bóng trong nước khi mà sau đó anh sẽ rời câu lạc bộ Hà Nội theo dạng là chuyển nhượng tự do. Trước đó, Hải Con khẳng định mình sẽ không chơi cho câu lạc bộ nào khác trong nước ngoài đại diện thủ đô. Chính vì thế mà việc ra nước ngoài thi đấu của quả bóng vàng Việt Nam 2018 là điều chắc chắn. Quyết định xuất ngoại có thể nói là một sự dũng cảm của Quang Hải, bởi chuyện ra nước ngoài thi đấu chưa bao giờ là đơn giản với các cầu thủ Việt. Mà những thất bại, nhãn tiền của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh gần đây, nhất là Đoàn Văn Hậu đã chỉ ra nhiều khó khăn của các cầu thủ Việt Nam trên hành trình xuất ngoại. Nhưng Quang Hải lại không e sợ điều đó và thay vì chọn đường an toàn hơn là tiếp tục ở lại thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội nhằm nâng cao thành tích của bản thân và nhắm tới danh hiệu là quả bóng vàng thứ hai, anh lại lựa chọn sẽ chọn một ngã rẽ mới. Đó là con đường mới được đánh giá là khó khăn hơn rất nhiều. Thực tế, Quang Hải không phải là không luyến tiếc khi rời xa Hà Nội. Mái ấm đã giúp anh có được những vinh quang như ngày hôm nay. Nhưng tiền vệ mang áo số 19 đã chấp nhận đánh đổi. Anh dám đối đầu với thử thách cao hơn để hoàn thiện bản thân. Đây cũng đồng thời là cách để Hải Con phá vỡ cái dấp xuất ngoại không thành công của những người đi trước. Người Thái đã thành công với các thương vụ xuất ngoại. Cầu thủ nổi bật nhất đó chính là ngôi sao Chanathip, người đang đá chính tại câu lạc bộ vô địch Nhật Bản Kawasaki Frontale. Và hẳn là Quang Hải với niềm kiêu hãnh của bản thân cũng đang rất muốn được làm một điều tương tự cho bóng đá Việt Nam. Có thể ngôi sao của Hà Nội FC không chuyển tới Nhật Bản giống như Chanathip, nhưng mà đích đến trong chuyến xuất ngoại lần này của anh chắc chắn vẫn sẽ là ở một đẳng cấp cao hơn so với mặt bằng chung ở giải đấu Đông Nam Á. Chuyến đi này của Quang Hải sẽ không thể nào mà thuận buồm xuôi gió được khi mà ngay cả người trong cuộc cũng phải lên tiếng thừa nhận. Tôi nghĩ là mình phải chấp nhận thử thách đã là một thành công với mình rồi. Có thành công và thích nghi được hay không đó sẽ là một câu chuyện của tương lai. Nhưng điều đáng quý là anh dám làm để có thể thực hiện hóa giấc mơ. Việc thay đổi một môi trường thi đấu từ quen thuộc sang lạ lẫm vốn chưa bao giờ là một điều đơn giản, ngay cả với những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Và vì thế, dù bản thân và người đại diện của mình đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thận trọng cho chuyến xuất ngoại lần này, nhưng mà Quang Hải hẳn vẫn sẽ có những lý do để ngại về những hệ lụy và rủi ro sau này. Theo tìm hiểu thì hơn 10 câu lạc bộ đã lên tiếng mời chào tiền vệ này, bao gồm cả châu Âu lẫn châu Á. Tuy vậy, vấn đề là các giải vô địch quốc gia ở châu Âu đang là đi đến những giai đoạn cuối của mùa giải và bản thân Quang Hải thì sẽ gặp khó khăn khi mà bắt nhịp trong thời điểm hiện nay. Có rất nhiều bến đỗ chào đón tiền vệ này. Trước đó thì huấn luyện viên Thorsten Finn của câu lạc bộ Riga đã chiêu mộ tuyển thủ của quốc gia Việt Nam. Riga là một đội bóng đến từ châu Âu, song không phải là một tên tuổi quá nổi bật. Ngoài Riga, thì trên trang Transfermarkt cũng đã đưa ra 4 bến đỗ lý tưởng theo dạng tin đồn của Quang Hải, đó chính là Paris FC, Nantes, Basel và Ulsan Hyundai.
Trong đó thì tỷ lệ tới Paris FC thì tăng chóng mặt với 64%. Câu lạc bộ này thì đang thi đấu ở giải hạng 2 Pháp và đang có cơ hội là thăng lớn trong hạng Ligue 1 mùa sau. Theo đó thì sau 31 vòng đấu, Paris FC đang xếp thứ 3 với 56 điểm và kém đội xếp thứ 2 2 điểm. Hai đội đứng đầu G-League sẽ giành tấm vé là thăng hạng trực tiếp, còn các đội xếp thứ 3 đến 5 thì tranh vé dự play-off. Giải hạng nhất Pháp thì còn 7 vòng đấu nữa thì sẽ hạ màn, Paris FC sẽ có cơ hội lớn để thăng hạng. Trong trường hợp không lên hạng trực tiếp, đội bóng này chắc suất tham dự play-off khi mà hơn đội xếp thứ 6 đến 14 điểm. Trong khi đó, Nantes, Basel và Ulsan Hyundai đều là những đội bóng danh tiếng tại các quốc gia Pháp và Thụy Sĩ, Hàn Quốc. Dù vậy, tất cả chỉ dừng ở mức là tin đồn, Quang Hải vẫn đang giữ kín bến đỗ mới. Anh sẽ không tham dự SEA Games 31 cùng với Việt Nam. Trong buổi nói chuyện riêng với báo chí, người đại diện của tiền vệ Nguyễn Quang Hải là ông Nguyễn Đắc Văn chia sẻ: "Thật ra giờ chúng tôi đang có rất nhiều sự lựa chọn. Mục tiêu đầu tiên theo mong muốn của Quang Hải là sang châu Âu để thử sức mình, nhưng tôi thì vẫn có phương án dự phòng. Kinh nghiệm của chúng tôi đang có nhiều lợi thế trong việc này là không để hết trứng vào một rổ." Xin chia sẻ, ở châu Âu, Quang Hải đang có 3 đến 4 lời đề nghị rất tốt. Hàn Quốc hơi khó một chút, nhưng Nhật Bản cũng có sự quan tâm. Không A thì B, nhưng chắc chắn Quang Hải sẽ xuất ngoại. Thuận lợi là chúng tôi có thời gian. Sau 7 năm và gần 130 trận chơi cho đội câu lạc bộ Hà Nội, Quang Hải sẽ chia tay với đội bóng thủ đô để thực hiện hóa giấc mơ chơi bóng ở châu Âu. Ông Đắc Văn bày tỏ, ở Việt Nam những năm qua thì Quang Hải phải thi đấu với cường độ rất lớn, không có ngày nghỉ. Nếu Hải không tham dự SEA Games, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi bên gia đình và người thân quen. Đó là điều xa xỉ mà vài năm qua cậu ấy không làm được. Dù ai cũng biết là điều đấy rất cần thiết để cân bằng thể lực tâm lý cho các cầu thủ. Các ngôi sao ở châu Âu mạnh mẽ và giỏi đến mấy thì cũng cần có thời gian bên gia đình để sạc lại năng lượng và làm mới cảm xúc. Báo chí châu Á từng đề nghị là đề cập tới thói quen, hài lòng với đỉnh cao trong nước và xuất ngoại của không ít ngôi sao Đông Nam Á, nhất là khi nhìn vào tiền lệ thất bại có tỷ lệ rất cao của các khu vực vẫn bị xem là vùng trũng bóng đá. Ông Đắc Văn nhắc lại, giấc mơ châu Âu theo góc độ rất riêng. Tôi nghĩ một cầu thủ đạt nhiều thành tích trong nước, họ luôn mong là được phát triển ở môi trường bóng đá cao hơn. Giấc mơ rất quan trọng, cuộc đời không có những giấc mơ thì không làm nên chuyện gì. Nhưng ở đây, Hải Con là người rất thực tế. Cậu ấy hiểu rõ khi đi châu Âu thì phải hy sinh cái gì. Ví dụ như Hải từng nói mỗi sáng thức dậy thì phải nghĩ mình đang ở vạch xuất phát mới phấn đấu được. Suy nghĩ của Hải rất đáng tôn trọng. Bạn ấy muốn mình là phải thử sức, vì nếu không thì không biết được lộ trình chuyên môn của mình đang ở đâu. Nếu không thử, về sau Hải sẽ ân hận vì không làm được điều đó. Và nếu như không thử thì làm sao biết mình có thể thực hiện được hay không? Và một khi thực hiện bước đi này thì sẽ phải cố gắng hết mình. Quang Hải đi xa được đến đâu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là bản thân Hải, câu lạc bộ mới và cả may mắn nữa. Tôi nghĩ dám sang một môi trường mới khi phải quay trở lại vạch xuất phát là một quyết định dũng cảm và đáng tôn trọng, ủng hộ.